giao dịch cái cây 5 tấn vô thường. Cây con tay cẩn thận chút. Cây 20 xăng tính luôn cái mầm gốc. Và cây trị giá bây giờ là 2 tỷ Việt Nam đồng. Và hôm nay là ngày 28 tháng 4 tháng 3. Tháng 3. 2019. Và là cũng như là ngày đẹp trời. Em xin trước em nó về đây. Và sự chứng kiến của mấy anh em toàn thể ở đây. Ủa, 2 tỷ hả? 2 tỷ. Đây là bạn ơi. Xem cái giờ tôi nhận cây và bằng nhận tiền. Kiểm tra là tiền giùm mình. Chế độ bảo hành sao? Rồi ok mọi người. Cây chưa đang nghe bảo hành bây giờ đã không nhất. Dạ, xong thì trước hết rồi. Còn đây là mình tiến hành lo gì cây thôi, sau cây thôi. Này. Còn tiền thì nhà hàng ngân hàng đếm cả rồi đếm chi. Thôi đếm đi chứ mà được về. Chứ tôi thiếu là thằng này không lấy được đâu. Đếm cộng thôi. Đếm cộng thôi. Đếm được tao đây. Chứ anh viết vô đếm giùm em, anh viết. Cho ông cộng đi đếm giờ. Tôi đếm cộng về thì rút ra làm tờ. Cho em cái chiếu cái võng thì em nằm đếm sáng mai em về. Hai anh một người giao cây, một người nhận cây. Rồi, còn đứng lên đây, đứng lên cái đây. Đứng lên. Một người giao cây, một người nhận cây. Hai đại diện đứng giao cây chụp hình cái cười tươi lên. Rồi xong rồi xôi dẫn em xôi. Được không? Có hai nó giao dịch cho mình lắm. Em đẩy cái cây đi về luôn hả? Cây giao dịch thành công. Thành công. Rồi ok. Rồi đây rồi, khoảng đây rồi. Đây là show hand phải không? Năm. Đây thấy coi bài không show hand đẩy qua cái hết. Rồi đánh bạc. Rồi giờ là xong như vậy rồi, bây giờ là tính cái phần mà ra Lộc ăn đi ăn nhậu. Nghe không? Em hỏi anh cộng đi uống trà. Để em biết ta. Đây là 100 đó. Dạ. Đây, chỗ này là chúc cho chủ cây là trăm cây mau lớn và mau đem lại lợi nhuận cho chủ cây. Để mau ra hoa để ngắm lợi nhuận gì chưa thấy tính nó lợi nhuận rồi. Rồi đây không có chậm thôi. Rồi. Rồi rồi. Đây cái sáu là không rồi luôn. Ai cái cọc này lẻ không còn sao? Lẻ nè. Mà nó cho em đi. Lẻ của mình có phải không? Phải có chứ. Này mới lẻ. Bây giờ sau đây anh em nào có nhà ý muốn một là mua lại, hai là đăng ký kiên. Thì anh em có gì đây sẵn chốt trên bài luôn, vậy thằng này nó không có lật lọng. Lá lá là nhiều lá, lá vàng đó. Cho. Lá hả? Đây anh, ở đây. Cho anh biết. Anh lại biết ngồi anh lên hình coi. Đây, anh xin lật luôn. Cho Vũ ra, cho ốc ra. Thôi. Nó gãy. Đây, lộn ốc. Rồi. Cắt chậm. Lấy em lấy nha. Cắt chậm mày. Lấy hình, về sổ. Sổ cái lá hả? Làm như sống đời vậy. Vì mà điếm cái mặt cái lá, lá vàng lá vậy. Nó bao nhiêu cái găng về nhà kiếm cái lá cái găng nào bao nhiêu găng mai là cũng lấy lá vàng về sổ nguyên dưỡng vàng khè luôn. Cái thân trên không đẹp mà mầm gốc đẹp. Đẹp. Mà không đẹp nhắc cho. Cái nó bùi rồi kia. Cái này mà ở trên gì như vậy là người ta kêu là nâu. Nâu gì? Nâu. Tán bự bự cái mình nù. Nó dư chắc nó đẻ được thêm một xíu. Thôi em xin phép mà chào các bạn. Không mà bạn có gì nói bạn mấy anh em bằng Facebook kiến cái giao dịch cho em thành công. Dạ thì em đại diện chủ cây thì một lần nữa là chúc cho anh Út Anh chủ cây kỳ vô thường này. Chúc anh trăm cây đẹp sớm đầu hoa nhiều, sớm trổ hoa rồi làm được nhiều kỳ để giao lưu chia sẻ với anh em nhiều hơn nữa. Rồi, vỗ tay. Rồi, xin